Đấy muốn giải thích để xoa dịu nỗi đau. Và thứ hai là đội kia nó còn tốt hơn mà nó vẫn thắng, chứng tỏ rằng là gì ạ? Mình vẫn chưa nỗ lực hết. Đấy, tiếp tục. Xin mời, vâng, bây giờ một bạn trai giơ tay rất cao đây ạ, đeo kính nha. Sau khi thầy thì qua trò chơi thì em rất lâu anh em một bài học là mà mình có một ý tưởng rất hay thì rất dễ khi mà ở trong cái môi trường công khai thì mình rất dễ là bị người khác lấy cái ý tưởng mình. Và điều này nó rất giống như là bán hàng. Nếu mà mình làm thành công trong một lĩnh vực, một mặt hàng nào đấy thì là người khác có thể làm theo mình. Vâng, và từ đấy là được các đối thủ cạnh tranh. Thì sao ạ? Thì mình sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh. Thế có giải pháp nào không? Giải pháp thì mình phải giữ lấy cái bí quyết. Cái riêng biệt của mình. Cho con bạn trẻ chào vào tay ạ. Tôi rất là thích ý của bạn, phát hiện là tức là bạn nghĩ ra được một cái thủ đoạn, đúng không ạ? Để bạn tiết kiệm được thời gian, đúng không? Không, ý tôi là có phương pháp đấy. Đừng dùng từ thủ đoạn giống tôi nhé. Cho nên là người khác đồ bên cạnh là sẽ sang copy của bạn, đúng không? Đúng rồi. Ở trên mạng cũng là như thế, bán hàng trực tuyến mình vừa viết ra một cái sờ nó thốt rất hay, bọn nó bắt đầu copy luôn. Nhưng mà đời là thế, không biết làm nào, đúng không? Cảm ơn em rất nhiều, em đã phát hiện được một điều rất tuyệt vời. Tiếp tục ạ. Xin mời bạn ai ý kiến không ạ? Thư Liêu Mích, mời anh David ạ. Vâng. Người đàn ông duy nhất bán phụ khoa ở đây ạ. Xin chào thầy Phan Anh. Vâng, chào Trang. Chào Trang, chào tất cả các chị em trong phòng. Cái quan điểm của mình thì đơn giản thôi. Mình nghĩ rằng trên cái tinh thần tập thể bao giờ cũng tốt hơn là một cá nhân. Khi gặp một vấn đề mà có nhiều người chung tay, mỗi người một ý kiến thì có thể kiếm ra được một cái vấn đề tốt nhất để giải quyết cái vấn đề đó. Vâng. Cảm ơn anh. Và đội của anh bấm được thành tích bao nhiêu ạ? Mười mấy giây ạ? 8 giây. 8 giây ạ. Sau khi chung tay là đội của mình đã bê bếp nhất trong các cuộc thi, đúng không? Cái độ đó là bấm 0 giây, 0.01. Mình chung tay hết sức, đúng không ạ? Nghĩ nát cả mình. Có ai phân biệt khác không ạ? Không sử dụng thủ đoạn ạ. Cho nên trong kinh doanh, thủ đoạn đôi khi cũng không phải là tồi đâu ạ. Có ai phân biệt khác không ạ? Hết rồi ạ? Đội nào chiến thắng ạ? Vâng, đội chiến thắng đề nghị chia sẻ kinh nghiệm ạ. Vâng. Các bạn đã đi từ mấy giây xuống mấy giây ạ? Và các bạn làm nào, các bạn tìm theo phương pháp đấy ạ? Em xin chào anh Phan Anh và tất cả quý vị có mặt ở đây. Em xin chia sẻ kinh nghiệm của bọn em là đoàn kết là tạo nên sức mạnh. Và có mỗi người có một ý tưởng riêng thì sẽ tìm ra được một ý tưởng mà có thể nói là xuất sắc nhất và sẽ tạo nên chiến thắng cho đội. Dạ, em xin hết ạ. Vâng. Bạn là sinh viên năm mấy ạ? Em thưa anh, em là sinh viên năm 2 ạ. Thằng nào bạn nói khó hiểu thế. Sau khi bạn chỉ bày chiến lược xong là tôi không hiểu chiến lược của bạn là gì luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, đội bạn đã chiến thắng. Vâng. Xin chào, vỗ tay, chúng ta bước vào phần học ạ. Vỗ tay to lên. Không, tôi đi về. Và đi về bây giờ là có 4 người khóc đây này. Cô đồng bạn, cô khóc ngay, khóc không vừa rồi. Ok ạ, nói vui một chút. Mọi người vừa lấy có một cái trò chơi vui vui, nhỏ nhỏ thôi. Để mọi người khởi động. Hay là mọi người học hỏi được điều gì đấy. Thực ra là như thế này, vì mọi người không chịu làm nghiêm túc. Nếu mọi người làm nghiêm túc thì mọi người sẽ phát hiện ra là mình càng làm thì cái tốc độ của mình nó càng nhanh lên. Vì mình thử sai, mình tìm những phương pháp mới. Thực ra ý nghĩa của trò chơi nó rất là hay như vậy, vì mọi người làm không nghiêm túc. Tôi đã thúc giục mọi người rất là nhiều. Ok, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu cái phần tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay. Thì
ngồi ăn trưa với các chị tôi rất là áp lực, bởi vì các chị hỏi rất là nhiều thứ. Thầy ơi em phải thế này, thầy em muốn thế kia. À, được rồi, tí nó hết để cho tôi ăn đấy, xong tí nữa tôi sẽ trình bày. À, tôi hỏi nên tôi không ăn được cái gì cả, đói quá, chết thật. Bây giờ thì tôi sẽ trình bày với các bạn một cái nội dung, đấy là phát triển hệ thống đại lý, một trong những cái nội dung mà rất là nhiều chị ở đây rất là quan tâm, đặc biệt là đối với thương hiệu Chambon Cosmetic, một cái thương hiệu cũng phát triển theo mô hình phát triển hệ thống và đại lý. Và thì tôi tin rằng là điện thoại của anh ạ. Tôi tin rằng là các anh chị đã làm 3 năm rồi, các anh chị cũng đã có những cái kinh nghiệm rồi. Cái phần trình bày của tôi ở đây thì nếu như có cái gì đó mới, nếu như có cái gì đó mới thì các anh chị sẽ áp dụng vào cái gì mình biết rồi, tức là không sao cả. Chứ đừng nghĩ là mình đi học cái gì cũng phải mới. Thế nếu mà mình đi học mà cái gì cũng mới thì còn mình không biết gì cả, đúng không? Ừ, đấy. Thế có một số người cười rất khoái chí bởi vì đúng quan điểm, đúng không? Tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái mô hình mà tôi học được, cũng không phải tôi nghĩ ra đâu ạ, mà tôi học được. Đó người ta gọi là mô hình copy company, tức là copy nó là sao chép, đúng không? Company là công ty. Mô hình ở đây mình phát triển là mô hình sao chép. Đặt vấn đề là như này này, lúc ăn trưa có chị hỏi là bây giờ em muốn đào tạo cho đại lý, em muốn đào tạo cho những người dưới em nhưng em không biết làm thế nào cả. Thì tôi có chia sẻ với các bạn là nếu như các bạn đi theo một mô hình mà phụ thuộc vào ngôi sao thì mô hình đấy sẽ rất chậm phát triển. Ví dụ nếu như các bạn cho rằng phải là thầy Phan Anh giảng thì đại lý mới chịu nghe, thì điều đấy là đúng về một mặt là thầy Phan Anh giảng rất tốt, nhưng nó sẽ sai về chuyện là gì ạ? Nếu như không có thầy Phan Anh tức là mình không làm được gì ạ? Các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Mà cái mô hình copy company tức là mọi người sẽ tạo ra quy trình chuẩn, nội dung chuẩn, và bất kỳ ai cũng có thể làm thay công việc của người khác. Thì như vậy mọi người mới có thể phát triển nhanh. Tức là tôi giỏi, tôi sẽ dạy cho 5 người dưới tôi giỏi. Tôi không thể nào dạy cho cả 1.000 người dưới tôi giỏi được, có đúng không ạ? Tôi đang dùng sức. Tôi chỉ cần dạy cho 5 người dưới tôi giỏi hay là 10 người dưới tôi giỏi, giỏi như tôi, giỏi bằng tôi hoặc là giỏi kém tôi một chút, hoặc giỏi hơn tôi thì càng tuyệt vời. Và 5 người đó tôi lại truyền cho họ một cái tư tưởng là gì? Mỗi người lại tìm 5 người tiếp theo và lại dạy lại cho họ giỏi như bạn. Muốn làm được điều đấy thì bạn phải có quy trình chuẩn, bạn phải có nội dung đào tạo chuẩn. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Bây giờ muốn trở thành đại lý là như thế nào? Hiểu về sản phẩm, đúng không ạ? Cách chốt bán hàng, quy trình tư vấn, quy trình tuyển đại lý, thuyết phục đại lý, vân vân vân. Mình ngồi mình chuẩn bị ra các slide, các bài và mình đào tạo theo đúng công thức như thế. Không cần phải nói hay, còn hay thì tuyệt vời. Nếu như các bạn kỳ vọng rằng là các bạn đứng sân khấu mà nói được như tôi ấy, thì tôi dám khẳng định rằng trong môi trường này là không có ai. Nếu mà các bạn làm theo mô hình đấy, các bạn phải lệ thuộc vào ngôi sao, nhưng không có nghĩa là các bạn không cần ngôi sao. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Các bạn vẫn cần ngôi sao để mang tính biểu tượng, để mang tính là an toàn cho hệ thống. Tất cả hệ thống sẽ nhìn vào ngôi sao đó, nhìn vào biểu tượng đó để họ yên tâm. Còn những người dưới ngôi sao, họ sẽ làm theo mô hình sao chép. Có hiểu gì không đây? Gần gần này, tốt rồi. Đây là cái cách mà chúng tôi áp dụng trong một cái chương trình mà chúng tôi làm về đầu tư. Các anh chị biết không ạ? Họ làm như thế này ạ. Đầu tiên là họ thuyết phục mình trở thành khách hàng, tức là mình phải đầu tư. Đầu tư xong giống như là các anh chị sẽ bắt chiếc bài như nào, thuyết phục họ trở thành
sự người sử dụng sản phẩm của Chabon cho mượn, cho tặng, dùng thử giá rẻ giảm giá.